Hello, hello và xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ thực hiện một clip, một cái thủ thuật rất thú vị dành cho những anh em nào mà chưa biết tiếng Anh luôn. Rất là hay. Có thể nhắn tin cho tiếng Anh nhanh như gió mà. Mà dù anh em không biết tiếng Anh, đầu tiên anh em bấm vào đây, phần này. Em bấm vào ba dấu chấm bên đây nè. Đó, anh em thấy một cái dấu dịch không? Trên thoại Android này sẽ có một cái phần các bạn tải cái ứng dụng bàn phím này về, bấm vô dịch nha. Tiên các bạn chỉ cần mình sẽ làm một cái tin nhắn bất kỳ cho anh em nha. Em yêu của anh. Đó, mình sẽ nhắn bất kỳ cho anh em nào nha. Anh đang làm gì vậy? Đó. Rồi, thủ thuật này rất là hay, anh em có thể copy cái phần này, copy, anh em sao chép, đó, sao chép, bấm vô cái phần sao chép hoặc là cắt, cắt bỏ một phần đó, sau đó anh em sẽ chuyển qua ngôn ngữ khác. Bây giờ mình sẽ ví dụ là tiếng Nga đi. Nga là một nước thân thiết với Việt Nam. Đầu tiên anh em mình không cần phải vào Google dịch luôn, chi cho mất thời gian, với lại anh em mất rất nhiều thời gian trong việc này. Đây là thủ thuật rất là tuyệt vời. Đầu tiên là người Việt Nam đi, người Việt Nam đấy. Tiếng Nga này là ngôn ngữ nó khác hơn cả tiếng châu Âu và tiếng tiếng Anh nha các bạn. Rồi, vậy đầu tiên là mình sẽ chuyển qua một ngôn ngữ khác, tiếng Tây Ban Nha đi. Đó, tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Tây Ban Nha thì mình không có biết ngôn ngữ nó như thế nào, nhưng mà mình nhắn tin với người ngoại quốc thì nó rất là tuyệt vời. Ví dụ như là vì Việt Nam, Việt Nam xe, Việt Nam thử đi, đây Việt Nam Vita, Việt Nam Vita nha, đã Việt, rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua tiếng Hy Lạp đi. Tiên mình sẽ thực hiện đó là đi xe, xe máy. Ở tiếng Hy Lạp nó rất là lạ nha, hồi giờ mình mới biết nhiều ngôn ngữ đến vậy luôn. Tiếng Ả Rập thống nhất. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đó chính là ăn uống đi. Đây ăn uống đây. Sau đó mình sẽ đợi thêm một cái phần khác nữa, đó chính là phim phim Bollywood của Ấn Độ. Của Ấn Độ. Ấn Độ đó rất tuyệt vời tiếng Ả Rập nhưng mà mình để cho nó thú vị để tiếng Ai Cập, tiếng Ba Lan, Belarus cũng là gần nước Nga, tiếng Bồ Đào Nha, Bulgaria, rồi Do Thái là ở Israel nha, Đan Mạch, tiếng Đức, tiếng Đức, với lại nhiều ngôn ngữ khác nhau cho anh em lựa chọn, có tiếng Hà Lan, tiếng Hàn nè, rồi tiếng Hawaii ở bên Mỹ, Hindi ở Ấn Độ là Hindi, rồi Hơ Mông, rồi Hungary, Indonesia là ở gần Đông Nam Á nha, chỗ mình nha, ở Việt Nam mình rất gần với Việt Nam đây. Đất nước thân thiết nhất của Việt Nam là nước Lào, Luxembourg, Sambu nha, Malaysia, rồi Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Ấn Độ, tiếng Nhật, rồi tiếng Pháp, tiếng Phần Lan, quốc tế ngữ tiếng Cộng hòa, đây là quốc gia Cộng hòa Séc, rất nhiều Slovakia nữa, có rất nhiều ngôn ngữ nhiều quốc gia khác nhau nha các bạn. Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, tiếng Trung, chữ Hàn, này kia, Ukraine đó, tiếng Việt, tiếng Ý. Tiếng Việt là ngôn ngữ không thể thiếu mà mình nhắn với tiếng Anh đó. Đó, mình sẽ sử dụng tiếng gì đó cho nó hay hay xíu nha các bác. Đấy. Đã lướt đi đâu mất rồi. Rất tuyệt vời luôn. Đó. Rất hay. Rất là vui luôn các bác.
Đây, tiền thức. Đây. Đó chính là đi xe xe máy. Đấy, tiếng Đức nha các bác, rất là tuyệt vời luôn. Các bạn có thể copy cho nó nhanh, không cần phải đi đâu xa. Bây giờ mình sẽ tìm ở trên trên Google nha mọi người. Hai mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây anh em. Bây giờ mình sẽ tiếp tục bấm vào đây, bấm vào dịch. Rồi sau đó anh em mình sẽ tìm những cái thứ gì, phim hay là đĩa gì anh em cũng có thể tìm được. Và anh em cũng có thể tìm trên YouTube hay Google, bất kể anh em đi đâu cũng có thể tìm được. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là tìm một cái ngôn ngữ nó bất kỳ. Có rất là nhiều ngôn ngữ mà cho anh em lựa chọn luôn. Đó, rất tuyệt vời nha các bạn. Giờ mình sẽ tìm những cái ngôn ngữ nào phù hợp nhất cho anh em. Như mình sẽ chọn tiếng Ý đi. Đó, để CD, DVD. Ví dụ nha. Đây ra chứ tiếng Ý nó vẫn như thế rồi mọi người. Bây giờ anh em mình sẽ tìm CD DVD. Oh my god, sao nó ra tiếng Việt không vậy? Mình sẽ ví dụ điển hình nhưng mà nó vẫn là ngôn ngữ ở nước bạn nha, nước nước họ. Rất tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ trở lại, mình sẽ tìm một cái ngôn ngữ khác, đó là CD. Sao nó hiện lên hai từ CD. Ok, bây giờ mình sẽ tìm bằng tiếng Ả Rập thống nhất nha các bạn. Đây là quy trình sản xuất đĩa ở Ả Rập, còn đây là Made in China. Đây các bác. Rất tuyệt vời, anh em có thể tìm những cái bộ phim anh em yêu thích và các bạn cũng có thể mình xem rất nhiều bộ phim hay, ý nghĩa. Giờ mình sẽ tìm bằng tiếng Ả Rập nha, phim đi. Phim. Phim hay đó, rất tuyệt vời. Đây, cho vào đây hết đó, nó hiện ra movie video đây mọi người, rất là hay luôn, bằng tiếng Ả Rập luôn. Giờ mình mới xem phim ở Ả Rập. Rất là hay phim ở Ả Rập. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay, đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh và nhập cái chuông ở bên cạnh để nhận được video tiếp theo. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Bye bye, tạm biệt mọi người tại đây nha. Kính chúc anh em nhiều sức khỏe nha.